Chiến hạm đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất biên chế cho Hải quân Nga, bất ngờ bốc cháy khi đang được bảo dưỡng. Thông tin trên được Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất thuộc nhà nước Nga xác nhận và đài RT của Nga đưa tin hôm 22 tháng 12. Có một tai nạn nhỏ trong quá trình sửa chữa, ngọn lửa đã được dập tắt, tất cả hệ thống chữa cháy liên quan đều hoạt động bình thường, không có thiệt hại hoặc thương vong nào. Lãnh đạo Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất Alexei Romanov thông báo về sự cố trên chiến hạm đô đốc Kuznetsov. Vụ hỏa hoạn xảy ra khi tàu sân bay đô đốc Kuznetsov đang được bảo dưỡng tại nhà máy đóng tàu Zivoodoka thuộc thành phố cảng Murmansk trên biển Barents, nằm ở cực tây bắc nước Nga. Chiến hạm đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất mà Nga sở hữu tới thời điểm hiện tại, song nó đã ngừng hoạt động để sửa chữa và nâng cấp từ năm 2017. Kể từ đó đến nay, dù nằm im nhưng tàu sân bay được Liên Xô cũ khởi đóng tháng 4 năm 1982, biên chế tháng 1 năm 1991 này vẫn nhiều lần gặp sự cố. Năm 2018, cần cẩu rơi xuống làm hỏng sàn đáp của tàu, khiến ụ nổi phục vụ bảo dưỡng con tàu bị chìm. Năm sau đó, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra do công nhân hàng tại khu vực tràn nhiên liệu trong khoang động cơ. Ngọn lửa hoành hành gần 24 giờ, hậu quả khiến 10 người bị thương và 2 người thiệt mạng. Hồi tháng 9 năm 2021, Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất thông báo tiến trình tại tu bị chậm trễ do cần sửa chữa cả 4 tua bin khí cung cấp năng lượng cho con tàu Kuznetsov. Vụ hỏa hoạn mới nhất xảy ra trong bối cảnh Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất vừa thông báo hoạt động sửa chữa tàu Kuznetsov đã hoàn tất và chiến hạm dự kiến quay lại phục vụ Hải quân Nga trong năm 2023. Các công việc của xưởng đóng tàu gần như đã hoàn tất và giờ chúng tôi chỉ cần chuẩn bị cho con tàu nổi trở lại. Điều này sẽ diễn ra trong vài ngày tới, ông Romanov nói với kênh Russia 24 vào tuần trước. Hiện chưa rõ vụ cháy lần này có ảnh hưởng tới kế hoạch trên hay không. Theo tạp chí Newsweek, chiến hạm đô đốc Kuznetsov có tải trọng 43.000 tấn, dài 305 mét, có thể đạt tốc độ tối đa 54 km một giờ. Tầm hoạt động của chiến hạm lên tới 15.700 km khi hoạt động ở tốc độ 33 km trên giờ. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 1.300 người. Chiến hạm Kuznetsov có thể mang theo 18 tiêm kích Su-33, 6 tiêm kích Mi-29K và 6 trực thăng. Nó còn được trang bị 12 tên lửa hành trình B-700 Granite có thể lấp đầu đạn hạt nhân, 6 tổ hợp phòng thủ tầm cực gần AK-630 và 8 tổ hợp Kastan, 24 cụm 8 ống phóng tên lửa phòng không 3K95 Kingston.